Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong khối không khí lạnh nên ngày và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời tiếp tục rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Dự báo trong ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ đều phổ biến từ 13 đến 16 độ, thời tiết lạnh ráo. Khối không khí lạnh cũng mang đến thời tiết rát buốt xuống ở khu vực phía Bắc miền Trung. Vùng từ Thanh Hóa xuống đến Hà Tĩnh trời nhiều mây, chỉ có mưa ở một vài nơi nhưng tình trạng rất buốt ở khu vực gần giống như miền Bắc, với nhiệt độ ban ngày chỉ từ 15 đến 18 độ. Còn ở các tỉnh còn lại ở phía Bắc đều Hải Vân là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao ban ngày dao động từ 19 đến 21 độ, trời rét. Phần phía Nam của đều Hải Vân là các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết đẹp. Trong ngày hôm nay, khu vực này vẫn duy trì tình trạng nắng ráo, ngày và đêm có mưa ở một vài nơi, với nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến mức nhiệt từ 25 đến 27 độ, còn ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, nắng ráo cũng là thời tiết chủ đạo xuyên suốt trong nhiều ngày qua cũng như trong ngày hôm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới. Ở khu vực vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ 35 độ, trời khá là nóng bức. Chuyển sang thời tiết trên biển, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến cho gió mạnh mở rộng ra toàn biển Đông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét khiến cho biển động. Ở khu vực biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh lên cấp 6. Riêng khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, khiến cho biển động.